Dạ sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lạy bái Tam Bảo. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh nhục bình không? Hôm nay cái đường banh thoát đó, rất nhiều người không có nghe. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con kính tri ân sư và đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Văn ngữ Pali Tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn bài 10 kinh Kinh văn nghịch lý của đời sống, học Phạn ngữ, chia động từ theo thời hiện tại sẽ được ngài Tỳ Siêu giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tệ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá và dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học giáo trình Phạn ngữ Bali về văn phạm, thì hôm nay chúng ta chỉ học có một điểm văn phạm thôi, tức là chúng ta học về động từ thì hiện tại động từ Pali nếu mà chúng ta muốn rõ biết về động từ thì khi mà chúng ta lên đến cấp cao thì chúng ta học nhiều khía cạnh, còn học sơ khởi thì động từ hiện tại chúng ta chỉ có biết qua ba cái khía cạnh: động từ chia theo thời kala, thì có động từ thì hiện tại và chấp phần đã cả lắm, thì quá khứ ở thì tất cả lắm và thì vị lai. Anh là tất cả lắm, động từ tiếng Pali nó còn có một cái dạng là động từ vô thời, vô thì. Động từ vô thì anuttakala như là động từ mệnh lệnh cách, động từ khả năng cách, động từ thì hiện tại là diễn đạt một hành động đang xảy ra. Còn động từ quá khứ
là diễn đạt hành động đã xảy ra, đã xảy ra trong ngày hôm nay ở Chattani, hay là đã xảy ra trong ngày hôm qua Hijatani, và đã xảy ra nhưng mà bất định thời gian thì gọi là Barokha. Động từ vị lai là diễn đạt những hành động chưa xảy ra hay những hành động sắp xảy ra, sẽ xảy ra, nhưng mà nó có hai trường hợp. Động từ vị lai mà nhất định được gọi là pháp quyết sanh ti. Thí dụ như nhớ tôi sẽ đi, tôi sẽ làm, v.v. Và có một thứ thì vị lai mà bất định, nó có điều kiện sẽ xảy ra, thì chúng ta gọi đó là điều kiện cách Kalatipati. Thì hiện tại một cách là trực thuyết Vatamana tiến hành cách. Còn từ quá khứ thì nó có hiện khứ cách, quá khứ cách và bất định khứ cách. Còn thì vị lai thì có tương lai cách và điều kiện cách. Ngoài sáu cách đó thì còn thêm hai loại động từ vô thì, tức là mệnh lệnh cách và khả năng cách. Mệnh lệnh cách là một động từ để diễn đạt một cái mệnh lệnh, một cái sự ước nguyện. Thí dụ như người phao quá túng, phao quá tu tâm, phao quá tu tì, chê dâm măng cà lăng, tức là mong rằng sự hạnh phúc hãy có đến người, hoặc là nói ê hí phi khu, hãy đến đây thì theo. Thì chữ ê hí hay là phao quá tú là mọi lời cách. Động từ vô thì và khả năng cách đó thì để nói lên một cái vấn đề điều kiện, nếu hay là ước vọng vân vân. Nếu anh đi chợ thì tôi cũng đi chợ. Thì chữ đi đó mà đặt cái vấn đề nếu, thì đây chúng ta sẽ gọi là xài khả năng cách. Hoặc là nó có thể không ở nhà, hoặc là nó có thể đang ở nhà. Thì trong trường hợp đó, chữ ở đó có thể đang ở thì xài khả năng cách. Đó là chúng ta nói sơ lược về kỳ của động từ. Còn bây giờ thì nó chia động từ, nó chia theo ba ngôi, gọi là Bodhisattva.
Thì đối với văn phạm Bali từ xưa đến giờ thì ngôi thứ ba được nói trước. Ngôi thứ ba là Sote, nó, chúng nó. Và ngôi thứ hai là nói đến cái người đối thoại, gọi là anh các anh, trong tập hề. Còn ngôi thứ nhất là nói về bản thân, tôi, chúng tôi. Ở trong tiếng Anh đó thì động từ chia thành ngôi thứ, thì ngôi thứ nhất họ đặt trước, ngôi thứ hai đặt kế, và ngôi thứ ba được nói sau cùng. Chúng ta cần phải chú ý điểm này. Như mà chúng ta gọi là ngôi thứ ba, ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất là chúng ta nói cho dễ hiểu theo cái cách, cái văn phạm của các ngôn ngữ hiện đại. Nhưng mà trong tiếng Bali đó, thì ngôi thứ nhất đó, thì được gọi là Uttamapurusak, không phải là thứ nhất mà là cao, mà chúng ta gọi là ngôi thượng. Còn ngôi thứ hai gọi là ngôi trung, Majjhimapurusak. Và ngôi thứ ba đó chúng ta gọi là Padmapurusak, là ngôi sơ. Thì như vậy, vì cái chữ Padma, đúng ra thì Padma là thứ nhất, nhưng mà vì sợ e rằng người học họ sẽ hiểu lầm cái ngôi thứ nhất của tiếng Pali đó, chắc có lẽ là nó giống ngôi thứ nhất của tiếng Anh, tôi, chúng tôi. Do đó cho nên cái ngôi thứ nhất Padma Purusa chúng tôi dịch là ngôi sơ, vì được sắc đầu tiên. Còn ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất á, thì trong cái nghĩa Majjhima là ở giữa, là trung. Và cái ngôi thượng Uttama là cái ngôi cao nhất, ngôi cao tột. Thì bây giờ chúng ta cứ xài ngôi thứ, nhưng mà chúng ta hãy quán vị nó lại, ngôi thứ ba, ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất. Còn nếu như mà chúng ta muốn cải biên để cho nó phù hợp với tiếng Anh đó, phù hợp với ngôn ngữ quốc tế, thì chúng ta vẫn có thể xài ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, thứ tự. Nhưng mà phải hiểu ngôi thứ nhất ở đây tức là ngôi thượng, ngôi thứ hai là ngôi trung, và ngôi thứ ba là ngôi sơ. Đó là chúng ta phân theo, phân động từ theo ngôi. Và cũng nên nói thêm rằng là chủ từ của động từ ngôi thứ nhất, chủ từ đó là nhân xưng đại danh từ âm hát. Toàn số ít
là người thứ nhất đó, xin lỗi quý vị, âm hát là chữ Aham, là tôi, mai danh là chúng tôi. Còn cái ngôi thứ hai thì sẽ nhân xưng đại từ tâm hát, số ít là toan, số nhiều là tâm hê, anh các anh. Còn ngôi thứ ba thì ở trong tiếng Bali nó hơi rắc rối một chút xíu. Ngôi thứ ba, nếu như không có những cái danh từ sự vật, nhân vật thì mới xài cái đại từ tác. Nhưng mà chữ tác này nó chia theo nam tánh, trung tánh, nữ tánh. Anh ấy là so, các anh ấy là tê, từ chữ tác mà ra. Cô ấy gọi là sa, các cô ấy gọi là tai vô. Và coi cũng là nhân xưng đệ từ ta, nhưng mà nếu chia theo trung tánh thì tăng cái ấy tê ta ni là những cái ấy. Và ở đây chúng ta cần phải nhớ rằng ngoại trừ âm hát, ngôi thứ nhất tâm hát là ngôi thứ hai, tác là ngôi thứ ba, còn tất cả những từ khác khi chia làm chủ ngữ của câu thì đều xài động từ ngôi thứ ba cả. Thí dụ như nói Ithi Quathari Thubati là người phụ nữ đang giặt y phục. Hay nói Puriso Kasako Ketan Kasati là bác công nhân đang cày ruộng. Thì chúng ta vẫn cái chữ Casco hay là chữ Pulso, chữ Thi đều phải hiểu là xài động từ ngôi thứ ba theo thầy nó. Thì đó là ba ngôi. Như chúng tôi đã nói, tôi, anh và nó, à hăng, toan và xô hoặc xa, thì cái đó chúng ta gọi là số ít, thì không có chánh á. Còn nói chúng tôi, các anh, chúng nó hay những người ấy thì gọi là số nhiều và hú hoặc chánh á. Thì như vậy chúng ta nói đại khái về bài học hôm nay là chúng ta nhắc đến thì của động từ, ba thì của động từ, ba ngôi của động từ và hai số của động từ. Chỉ vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta lấy cái động từ charati đi để làm cái thí dụ
Thí dụ nó như là nó đi thì xô cha ra tí, hoặc cô ta đi rồi xa cha ra tí, số ít thôi. Còn nói chúng nó đi thì động từ phải ngôi số nhiều, vì chủ từ chúng nó là số nhiều, thì chúng ta xài tê cha ra tí. Ta vô cha ra tí, ta đi cha ra tí vừa vừa, gọi là số ít số nhiều của động từ cha ra tí. Thì cha ra tí chia thành câu thứ hai ra, toàn cha ra sĩ là anh đi, anh bước đi. Và tâm hê cha ra tháp tức là các anh bước đi. Tâm hê cha ra a hăng mắt cha ra mí là tôi bước đi. Người thứ nhất số ít. Mắt dăng cha ra mắt chúng tôi bước đi là người thứ nhất số nhiều. Như vậy thì khi một động từ mà chúng ta muốn chia theo đôi thứ ngữ số và thì chúng ta phải học thuộc lòng cái tiếp vị ngữ của thì ấy. Như thì hiện tại thì tí, anh tí, anh xí là ngôi thứ hai, anh thác, anh ít, à má. Thì chúng ta chia ra thì có cha ra tí, cha ra tí, sô cha ra tí, tê cha ra tí. Ngôi thứ hai là thoang cha ra xí, tầm hê cha ra thác, mây dăng a hăng, a hăng cha ra má, cha ra mí, mây dăng cha ra má. Chúng ta chia cách gì? Ở đây trong bài học, Thượng tọa Giác Đẳng có soạn cái chi tiết, mà chúng tôi nghĩ rằng là cái chi tiết này là chúng ta sẽ học sau này. Ở trong tiếng Pali thì động từ hiện tại tiến hành cách ấy, thì nó nghĩa đơn giản là cái gì mà đang xảy ra. Tôi ăn tôi ngủ, a hăng phun cha mi, tôi ăn tôi ngủ, a hăng sa gia mi, vừa vừa. Còn khi mà chúng ta nói một cái động từ tiếp diễn
hiện tại hoàn thành thì trong trường hợp này chúng ta có thể là chúng ta xài một cái hiện tại phương từ với một cái động từ. Để nó thay thế cho một cái động từ đơn, hiện tại đơn. Ở trong tiếng Pali cũng có, thí dụ như đó tôi đang ăn, thì ở trong tiếng Anh nói I am eating, thì với eating là hiện tại phân từ, nó tương đương với hiện tại phân từ của tiếng Pali. Còn I am là chữ em là động từ to be. Ngoài thứ nhất thì nó tương đương với cái chữ hobby, chữ hobby ở trong tiếng Pali. Thì do đó nếu mà chúng ta muốn xài hiện tại phân từ thì chúng ta xài phun chan to hobby, à hang phun chan to hobby là tôi đang ăn. Tôi đang ăn có nghĩa là mình còn ăn tiếp tục chứ chưa có chấm dứt bây giờ thì mới xài cái đó. Thì ở đây là một vài điểm mà chúng ta phải nhớ về về cái động từ hiện tại của Bali. Và ở đây cũng có một trường hợp đặc biệt mà trong bài học của chúng ta có nhắc đến về cái sự phát âm. Vì Bali Rupang thì viết bằng cái mẫu tự alphabet, nhưng khi mà chúng ta gặp chữ cờ, gặp cái phần cờ hay gọi là chát nhẹ nhàng, thì chúng ta chữ cờ đó chúng ta không nên đọc theo chữ cas như chữ cờ trong chữ ca sĩ hay là không trong cái chữ cơm. Thí dụ như và có nghĩa tiếng Bali về chắc cờ á, cờ a không giống người chắc. Thì chúng ta phải đọc chữ cờ đó là chúng ta đọc chữ chắc, chữ chắc. Ở trong cái chữ cha mẹ đó, chữ chắc, cha, cha mẹ, thí dụ vậy. Thì có người hỏi rằng là nếu như vậy thì gặp chữ cờ H, chữ CH á, không lẽ mình cũng đọc chữ chắc nữa, chữ chờ nữa. Nhưng không thưa quý vị. Chữ cờ H á, chữ CH, cái chữ CH ở đây đó thì chúng ta phải phát âm hữu khí âm, tức là nó có giọng gió. Thí dụ như
Chúng ta nói Bhutan Saranang Gacchami. Chữ Gacchami chỗ này chúng ta đừng đọc theo cái tiếng Việt là chữ cha, mà chúng ta phải đọc là chữ cha. Chữ cha tức là chữ gh. Thì ở trong cái bọn hầu âm á, thì chúng ta có chữ cắt khác cả khấn ngắn, chặt khác chặt khấn ngắn, vân vân. Thì cái chữ khác ở đây đó chữ chắc, chắc chúng ta gặp một chữ nữa là chữ chát, chết chát. Hai chữ này gần như là phát âm trùng nhau, tuy nhiên nhưng học Pali chúng ta phải hiểu chữ chát 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 thì đó là akho sát, tức là không có ồn, không ồn ào, nghĩa là không phải gọi là cái giọng ồn, chắc chắn đọc nhẹ nhàng thôi. Còn khi mà chúng ta gặp chữ G và chữ GH á, chữ GH á, thì chúng ta phải chữ G và GH á, thì chúng ta phải đọc là chả chả. Chúng ta đọc hơi nặng nề hơn chút. Cho nên khi mà giải Bali chúng tôi hướng dẫn cho người ta đọc là một cái chúng ta đọc lướt, đọc vô sắc, đọc giống như vô sắc vậy. Còn cái chúng ta đọc giống như vô nặng ha. Thí dụ như chúng ta đọc là chát chả, chát chả, chát chả. Cái chữ này chúng ta chát chả, chát chả. Vì chữ chả và chữ chả thì nó thuộc về khô sát, tức là cái giọng vang, giọng ồn. Chúng ta nên phát âm để chuẩn. Thí dụ như lúc trước đây có những người, có việc các vị MC đọc tên của một vị tỳ kheo, cái chỗ này chúng ta đọc là chun đá, chứ chúng ta không thể đọc là cun đá, không đọc là cun đá được. Đừng thấy chữ cờ rồi chúng ta đọc là chữ cun thì nghe kỳ lắm, nó không giống tiếng Bali. Tiếng Bali mượn cái chữ đó, mượn cái ký tự chát đó, chữ cờ đó để là chữ chát nhẹ nhàng thôi, chát vô khí âm. Chúng ta đọc lại cun đá. Thí dụ chúng ta phát âm hai chữ cái chữ chanh đá, chữ chanh đá, chúng ta đọc cái chữ này là chữ chanh đá. Chanh đá tức là mặt trăng. Còn cái chữ này mà trong bài của chúng ta có đó, này chúng ta đọc chan, chanh đá, chanh đá, chanh đá. Hai chữ nó đọc khác nhau thưa quý vị. Chanh đá, chanh đá, chanh đá tức là cái sự ước nguyện, cái sự ước nguyện hay là cái sự mong mỏi. Hoặc là chữ chanh đá nó có nghĩa là một vần điệu của một bài thơ,
cái phần điệu thì gọi là chanda, nó có nghĩa, nó có nhiều nghĩa như vậy. Cho nên chúng ta hãy phát âm cho nó, cho nó chuẩn. Thì ở đây trong bài học, Thượng tọa Giác Đẳng đề nghị bốn mươi âm là chữ chát, 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 chát. Đọc khác biệt như thế nào thì cần học trực tiếp với vị thầy dạy. Do đó cho nên chúng tôi muốn nhắc về trực tiếp. Cái này cũng không phải trực tiếp gì lắm, bởi vì chúng tôi ở cách quý vị nửa vòng trái đất cũng xa, cũng là gián tiếp. Nhưng mà trực tiếp là trực tiếp âm thanh kìa. Trực tiếp âm thanh thôi, chứ còn chúng ta không có gặp mặt, không có đối diện, cho nên không có hướng dẫn cho quý vị được. Chát, 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 chát. Thì quý vị chỉ nghe âm thanh như vậy, nhưng mà rất tiếc là không có đối diện, cho nên quý vị không có nhìn được cái miệng của chúng tôi phát âm như thế nào. Có nhiều chữ chúng ta muốn phát âm cho chuẩn, chúng ta phải nhìn cái miệng của ông thầy phát âm sao thì cái miệng tròn miệng méo vậy, chúng ta cũng bắt chước vậy thì chúng ta mới phát âm chuẩn. Còn lần này chỉ nghe phát âm như vậy, chúng ta chắc phải cố gắng luyện tập rồi. Cảm ơn sư Nguyên Phong, vậy là nghe rõ quý vị Phật tử chúng ta. Thì cái bài văn phạm hôm nay chúng ta chỉ học có nhiêu thôi. Chúng ta dành ra 40 phút để học văn phạm. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ học một cái bài học thêm. Và bài học thêm này nó cũng có một vài văn phạm nó liên quan đến bài học, chẳng hạn như động từ. Cái động từ Athiwat tham kiến hay là Pari à dành kiến, quý vị có ở trong tay hay là ở trước mặt quý vị, quý vị có vào trong Zoom của lớp Phật pháp không? Quý vị có thể xem cái bài học. Bây giờ chúng ta chú ý cái phần đọc. Về khuyên gì đó, chữ PH là chúng ta đọc chữ phở. Chữ P bò đó, P bò, P phở gì hả, PH thì chúng ta cứ đọc chữ phở. Thấp thả, thấp thả. Chúng ta đọc thấp thả, thấp thả. Rồi bằng ngược đó, xà rấu nguyên mẫu khi mà đứng với cái phổ âm giác, phổ âm kép á, thì chúng ta đọc khuy. Về khuy gì nữa, về phi gì nữa, về phi gì nữa. Cái chữ này phần lớn là ngay cả các vị sư mới không có chú ý thì các vị đó học kinh tụng các vị cũng phá sai cái chữ này nữa.
Cho nên cái chữ về khuy về ná thì chúng ta phải đọc lại. Về khuy về ná phí khu vi sắp ta e văn cam ma e văn chan đa. E văn a thi, a thi bà ya, a thi bà ya. Chữ a thi bà, a thi bà. A thi bà ya. Phần kép chúng ta phải đọc là íp, íp bà ya. E văn a thi bà ya, a hô, vô ta a lít tha, a can ta. A mát na pa, tham ma, pa re ha, ye yung. Chữ dây dung các vị chú ý. Pariha dây dung Itha kanta manapa thamma Aphuvat thay dung tí. Tê sang thiết vui sắc ta năng E quang ca ma năng E quang chan đa năng E quang a thiết pa dạ năng Anitha kanta Amap napa thamma aphivathanti ithakanta manapa thamma parihayanti. Thì ở đây á, khi mà chúng ta khi mà chúng ta đọc cái từ Pali đó thì chúng ta đừng có cố gắng sửa giọng, chúng ta cứ đọc thoải mái tự nhiên. Nhưng mà chúng ta đọc cho chuẩn, tức là cái nào trường âm là trường âm, nào đoạn âm là đoạn âm, âm vần xuôi vần ngược chúng ta nắm rõ, và nhất là chúng ta hiểu được ý nghĩa thì chúng ta sẽ đọc tiếng Pali không có khó, thưa quý vị. Ở trong cái đoạn này cô Nhật Quỳnh qua hỷ cho trọn vẹn cái đoạn Bali mà chúng ta học, bắt đầu từ chữ diệt khuy diệt nát thiết quê. Diệt khuy diệt nát thiết quê. Dạ, quý vị nhìn cái đoạn đó đó thì quý vị sẽ thấy nè, chữ phiết khơ quê ở đây đó là một hô cách là cái sự kêu gọi phiết khú, phiết khơ quê. Phiết khơ quê là này các tỳ kheo, hay là này các tỳ khưu. Cái chữ phi khú đúng ra chúng ta đọc âm là tỳ khưu thì nó chính xác hơn, mà đọc quen theo các cái vị Phật giáo ở Bắc Bộ, Phật giáo Bắc Bộ Việt Nam thì họ đọc ở ngoài miền Bắc thì họ đọc là tỳ khưu, rồi đi vào trong miền Nam cái quen đọc là tỳ kheo. Cho nên chữ eo đó, chữ kheo đó nó không có đọc chuẩn cho cái chữ phiên âm chữ phú, chữ khú. Cho nên chữ phi khú là tỳ khưu. Phi khơ quê là này các tỳ khưu. Về khuy duy ná là phần đông,
sắp ta là chúng chúng sanh sở hữu nhiều. Ê quan kama muốn như vậy. Ê quan chanda, ê quan chanda là ước như vậy. Ê quan athipaya là tâm nguyện như vậy, hay là nguyện vọng như vậy. Ba chữ kama và chanda athipaya bình thường thì nó gần như đồng nghĩa, nhưng mà khi xài chung như thế này thì chúng ta nên phân biệt chữ kama là muốn, chanda tức là ước, athipaya tức là nguyện muốn như vậy, ước như vậy, nguyện như vậy. Aho và tá, ôi, cái này hô khởi ngữ. Cái tiếng hô khởi ngữ đó chuẩn bị là bất biến từ trong tiếng Bali. Anitha, Akanta, Amana, Pa, Thamma. Chữ Thamma ở đây là cái chữ chính, là cái từ chính ở trong câu này. Còn chữ Anitha, Akanta, Amana, Pa thì nó chỉ là tỉnh từ của chữ Thamma thôi. Do đó cho nên khi mà dịch đó, thì chúng ta phải dịch cho cái chữ Thamma trước, rồi mới bắt đầu Anitha, Akanta, Anapa, Amagnapa. Thì ở đây đó, chữ Ittha tức là tốt đẹp, và Nittha là không tốt đẹp. Chữ Kanta là chữ Kanta tức là vui vẻ. Còn chữ Manapa tức là cái sự hợp ý. Và trong tiếng Hán dịch ba từ này thì chúng ta thấy gọn lắm. Chữ Ittha vậy là khả ái, Kanta là khả lạc, Manapa là khả ý. Khả tức là dễ, dễ thương, dễ chịu. Và dễ mất. Nhưng mà chúng ta cứ dịch là khả ái, khả lạc, khả ý. Còn cái chữ Anitha là không khả ái. Hay là bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý. Còn cái động từ Pariha Dây Dung
tức là mong, mong rằng các pháp bất khả ý, bất khả lạc, bất khả bất khả ái, bất khả ý, bất khả lạc, được tiêu diệt, được mất đi, được mất đi. Và Itha Kanta Manapa Thamma Aphivatthayun, Aphivatthayun thì tức là mong rằng cái pháp cả ái, cả lạc, cả ý được tăng trưởng. Tê sang thiết huy sắp ta năm ê văn ca ma năng ê văn chan ta năng ê văn a thích ba gia năng. Ở đây xài sở thuộc cách hết, sở thuộc cách số nhiều, chữ sắp ta năng, sắp ta, sắp ta là chủ ngữ, là chủ cách số nhiều, nhưng mà sắp ta năng là chủ cách số, là sở hữu cách, sở thuộc cách số nhiều. Thì chúng ta phải dịch cái chỗ này chứ, là đối với các chúng sinh ấy có muốn vậy, có ước như vậy, có nguyện như vậy, nhưng Anitha Kanta Amandapa Thamma, nhưng các pháp bất khả ý, bất khả lạc, bất khả bất khả hỷ, bất khả lạc, bất khả ý, ảnh quá thành tí lại tăng trưởng. Itha Kanta Manapa Thamma, và các pháp khả hỷ, khả lạc, khả ý ta đi hai danh tiếng là bị tiêu hoại, bị mất đi. Ở trong cái đoạn kinh này là Đức Phật Ngài dạy cái ý nói là cái cuộc sống này nó không như ý muốn chúng ta đâu, không như ý muốn của chúng sanh. Thường là như vậy. Đối với chúng sanh, ai cũng suy nghĩ chúng sanh phàm phu, ai cũng có cái sự mơ ước mong muốn và có cái nguyện vọng. Các pháp hay là các sự kiện mà nó không có khả ái, không có khả lạc, không có khả ý,
thì xin cho tiêu diệt. Còn những cái pháp mà khả ái khả lạc khả ý thì cho nó tăng trưởng. Dù mong muốn như vậy nhưng mà đối với những chúng sanh đó vẫn bị mất đi cái pháp khả ái khả lạc khả ý, nó bị mất đi. Còn cái pháp bất khả ái bất khả lạc bất khả ý thì nó được tăng trưởng. Vì ở đây chỉ là trích đoạn để mình chúng ta học Pali thôi, chứ khi mà đọc như thế này đó, đọc ngang đó, đọc tắt đó, thì chúng ta sẽ không hiểu được cái đoạn kinh này nói cái gì. Ở đây thưa quý vị, ở đời chúng sanh phàm phu không phải ước muốn là thành tựu, mà nó còn phải tùy thuộc vào cái phước báo của mỗi mỗi người. Nó phát sanh là đúng theo cái nguyện và nguyện ước. Còn khi mà không có phước thì dù cho họ có ước muốn thì cũng không thành tựu. Vì Đức Phật Ngài có dạy ở trong kinh Phu Mí Chát, Phu Mí là kinh Phụ Di này, các tỳ kheo, nếu mà hành sai pháp thì cái sự ước muốn nó không thành tựu. Phải hành đúng pháp thì cái sự ước muốn nó mới thành tựu. Cũng ví như một người mà họ muốn uống sữa, sữa dê, sữa bò, vì họ không biết cách cho nên họ đi đến bên con bò và họ cầm cái sừng, họ cố gắng để họ nặng cho ra sữa. Cuối cùng thì họ chỉ mệt nhoài, không có lấy được sữa, vì họ làm sai nguyên tắc. Còn khi một người mà họ đến một người chủ, họ cầm một cái thùng, họ đi đến một cái con bò cái đang trong cái thời cho con bú, thì đương nhiên là nó có sữa. Thì người đó sau khi rửa sạch cái nấm vú của con bò liền hứng ở trong một cái chậu hay là một cái bình, và họ nặng sữa từ nơi cái vú của con bò nó ra sữa, vì họ làm đúng phương pháp. Cho nên ở đời vậy, không phải chúng ta ước muốn là được. Nếu mà ước muốn mà được thành tựu như ý thì chúng sanh người trí ở đời đâu có cần gì phải tu tập, đâu có cần gì phải tạo các công đức phước báo, chỉ ngồi đó ước muốn thôi cũng đã là thành tựu. Mong cho tôi được tài sản, mong cho tôi được giàu sang, cái tự nhiên cái chiều đó, cái đổi đời, cái trúng số giàu lên. Không phải như vậy. Mà ở đây chúng ta phải biết là trong trường hợp này đó, là ước muốn là một lẽ, nhưng mà phải hành động thiết thực
để nó tạo thành cái nhân mà nó thành tựu cái pháp khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, khả lạc, khả ý. Dầu cho chúng ta không có ước muốn, nhưng mà chúng ta tu hành và chúng ta đi đúng theo chánh đạo đó, đi đúng theo đường lối, thì chúng ta cũng sẽ phát sanh lên quả vị thục tốt đẹp, hay là ngay trong hiện tại chúng ta cũng được thành tựu tốt đẹp. Thì ý nghĩa của bài học đó là như vậy. Bây giờ chúng ta đọc lại cái đoạn này một lần nữa. Ye khuy ye nắp phiết khu vê sát ta e quang kama e quang chanda e quang athipaya aho vata anitha akanta amat napa thamma pariha ye yung itha kanta manapa thamma aphivat thay yuti te sang phiết khu vê sát ta năng e quang kama năng e quang chanda năng e quang athipaya năng anitha kanta amma napa thamma aphivathanti itha kanta manapa thamma parihayanti. Nề các tỳ kheo, phần lớn các loài hữu tình muốn như vậy, ước như vậy, nguyện vọng như vậy. Ôi mong rằng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tiêu diệt. Mong rằng các pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng. Như này các tỳ kheo, dầu cho các loài hữu tình ấy có dục như vậy, có muốn như vậy, có ước như vậy, có nguyện vọng như vậy, nhưng các pháp ấy, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tăng trưởng, và các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Thì đoạn kinh Bali và ý nghĩa của đoạn kinh này thì chúng tôi đã vừa trình bày xong. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Bây giờ cái phần thời gian còn lại xin thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng điều hợp. Khi nãy chúng tôi có thấy các vị giảng sư và trung trâm Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà cuối cùng thì các vị trốn ra rồi. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng trở lại. Sa thú kính trình Thượng Tọa Tuệ Siêu. Với Thượng Tọa Tuệ Siêu, trước khi Thượng Tọa đi nghỉ, để hỏi Thượng Tọa một câu, rồi sau đó xin Thượng Tọa đi nghỉ. Sau khi sư huynh nghỉ rồi, sẽ để sau đó phần hỏi lại. Với Thượng Tọa Tuệ Siêu, khi mà chúng ta đi vào trong cái cách chia động từ Pali, thì nó phân ngôi là một cách rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta không có nói cái ngôi thứ nhất, thứ ba mà theo tiếng Pali, mà chúng ta nói theo tiếng Anh đi. Dạ, ví dụ ngôi thứ nhất là tôi, chúng tôi, ngôi thứ nhì là anh, các anh đi. Dạ, nhưng mà có những trường hợp á, mà hai cái nó nhập lại, ngôi thứ nhất và thứ hai nó nhập lại. Ở trong tiếng Anh á, thì không có phân rõ, và ở trong tiếng Pali cũng không có phân rõ về cái chủ ngữ. Nhưng mà trong tiếng Anh thì không có vấn đề, tại vì động từ không cần chia, mà tiếng Pali thì phải chia. Mà về điểm này thì trong tiếng Việt chúng ta lại rất là rõ ràng. Bây giờ ở trong tiếng Việt mà nói chúng tôi khác, mà chúng ta khác. Và chúng tôi á thì là ngôi thứ nhất số nhiều, nhưng mà nói chúng ta đó thì có thể là nhập lại ngôi thứ nhất là ngôi thứ hai chung. Ví dụ như chúng ta nghe cô nói rằng
có hai vợ chồng đều có con riêng, thì người chồng nói với người vợ rằng con của anh và con của em đang đang cấu kết vào đánh con của chúng ta. Dạ, cái chị chúng ta đó gồm cả ngôi thứ nhất và thứ hai nhập lại. Ở trong tiếng Anh thì có we thôi, we thật ra mình hiểu sao hiểu, tùy theo cái context, cái mặt bằng mình hiểu. Nhưng mà cái rắc rối của trong tiếng Pali đó là khi chúng ta chia động từ đó, thì ngôi thứ nhất và riêng ngôi, tức là ngôi thứ ba đó, ngôi thứ nhất riêng và ngôi thứ nhì riêng. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta dùng cái chữ là chúng ta có nghĩa là ngôi thứ nhất và thứ hai nhập lại đó, thì khi mình chia động từ mình chia thế nào? Xin kính thỉnh thượng tọa khoan hỷ trở lại. Chúng tôi giải Pali ở trong bài thoát đó, thưa quý vị. Chúng tôi vừa mổ miệng lại vừa mổ tay. Mổ tay tức là phải đánh chữ, và mổ miệng thì phải nói liên tục để cho quý vị hiểu. Thực ra thì nó tùy. Bây giờ chúng tôi chỉ nói tiếng Việt thôi. Thí dụ như tôi nói anh và nó hãy đi chợ, cái chữ hãy đi đó là phải xài ngôi thứ hai số nhiều. Bây giờ quý vị chờ cho chúng tôi chút xíu để chúng tôi đánh cái câu này. Toàn Charasi là đúng rồi, tức là anh bước đi. Ở khi chúng ta nói so Charasi, tức là nó bước đi. Còn nếu mà chúng ta gom động từ lại đó, toàn chà xô, thì chúng ta phải xài chữ chà thác. Văn chà xô chắc, chữ quý vị thêm chữ chắc ở phía sau nữa, tiếng Bali nó ngộ khi chúng ta nói và tôi, anh và nó, thì mình phải xài chữ và hai chữ, chữ chắc, toàn chắc, xô chắc, chữ chắc là thác. Không phải, chúng tôi chịu khó, chúng tôi đánh giờ cũng say luôn.
chúng ta phải đánh chữ gì. Chữ chát ở đây là một liên từ, toan là ngôi thứ hai, số là ngôi thứ ba, mà ngôi thứ hai và ngôi thứ ba cùng đi đó, thì cái động từ phải charattha là ngôi thứ hai số nhiều. Trong tiếng Việt của chúng ta là anh và nó, các anh cùng đi. Thì ở đây chúng ta phải hiểu ngầm chữ các anh, đó là một. Còn khi mà chúng ta nói đến toàn charasi, là anh đi, aham chà ra ở đây chúng tôi đánh tiếng Bali trường âm không được, chà ra mí, aham chà ra mí là tôi đi. Thì khi mà nói hành chát, hành chát, tuần chát, khi mà nói đến cái chữ ahang chát, toàn chát, charama, khi mà nói riêng một mình đó, ahang charami, thì ahang thì phải charami, chữ ami đó là ngôi thứ nhất số ít, toàn charasi hãy xài chữ toàn thì phải động từ phải chia ngôi thứ hai số ít, gọi là si. Nhưng mà khi hai động từ chung với nhau, à hăng chắc toàn chắc, thì chúng ta phải chia động từ ngôi thứ nhất số nhiều. Tôi và anh, chúng ta cùng đi. Đó là người ghép chung lại. Do vậy cho nên ở đây đó, tiếng Bali thì không có cái sự thay đổi. Chỉ chà ra má không có thay đổi. Nhưng mà nếu như chủ ngữ có chữ a hăng và chữ toan, tôi và anh, thì cái chữ cha ra má chúng ta phải dịch chúng ta, chứ không thể dịch là tôi và anh, chúng tôi hãy đi, không phải vậy, mà phải nói là tôi và anh, chúng ta hãy đi. Thì chỗ đó phải xài chữ chúng ta. Còn khi nào mà chúng ta nói riêng chữ mắt dăng Chà ra má, thì cái chỗ này không phải dịch lại, phải dịch lại chúng tôi đi. Chúng ta phải xài nghĩa gì? Thì do đó cái động từ chúng ta nhớ hai cái chủ ngữ đều ngôi thứ ba thì xài ngôi thứ ba số nhiều, động từ ngôi thứ ba số nhiều. Hai chủ ngữ, một cái là ngôi thứ hai, một cái là ngôi thứ ba, thì chúng ta xài động từ ở ngôi thứ hai số nhiều. Hai chủ ngữ, một chủ ngữ ngôi thứ nhất và một chữ ngữ ngôi thứ hai, hay là cái chủ ngữ ngôi thứ ba, tôi và anh hay là tôi và nó, thì trong trường hợp đó là chúng ta phải xài chữ
phải xài ngôi thứ nhất số nhiều, tôi xài ngôi thứ nhất số nhiều. Nhưng mà trường hợp như nói ahang chắc so chắc charama thì phải dịch tôi và nó, chúng tôi đã đi, đã đi đâu đó, chỗ đó phải dịch là chúng tôi. Còn nếu nói ahang chắc toàn chắc charama tôi và anh chúng ta hãy đi, thì ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai thì phải gộp chung lại là chúng ta. Rồi ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, và chúng ta nói với mọi người đối diện thì chúng ta phải xài ngôi thứ nhất, nhưng mà chúng ta dịch là chúng tôi. Nó có cái sự rắc rối gì vậy thưa quý vị. Nhưng mà điều có cái là nếu mà chúng ta học Pali mà học xong rồi bỏ đó thì chúng ta không giỏi được, dù có nói hoài đi nữa chúng ta cũng không hiểu được. Còn nếu mà chúng ta học mà chúng ta đem áp dụng vào cái việc mà dịch soạn đó, dịch cách, dịch sách đó, dịch hay dạy thì chúng ta sẽ mau giỏi lắm. Thì đó là một vài chia sẻ với quý vị ở trong câu thảo luận số 1 là Mô Bất Thầy. Sa thứ quý vị, thì tập thể sư. Dạ, quý vị, nghe tập thể sư nhắc là học rồi bỏ giống như nước đổ lá mùng. Thực sự không đi đến đâu cả. Hy vọng rằng chúng ta nhớ một bài học. Bây giờ thì tỉnh, thì tôi bị sự đi nghỉ. Bây giờ đại đức Hợp Tính đây, đại đức Hợp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Hợp Tính nghe được sự tỉnh, đại đức Hợp Tính dạ. Đại đức Hợp Tính, Đức Phật Ngài dạy về một điều rất là thường tình, rất là hiển nhiên là bắt buộc phải có trong cuộc sống này. Mình mong, mình muốn, mình ước nguyện là làm sao cuộc sống được nhiều vui mà ít khổ. Nhưng mà ngược lại đó thì cái thực tế đó là cuộc sống là vui ít mà khổ nhiều. Đó là một sự trạng như vậy rồi. Nhưng mà nếu cái chuyện mà vui ít khổ nhiều mà được chúng ta hiểu là chuyện đương nhiên, chuyện đó là thường tình, chuyện đó là nó là tự nhiên như vậy đó, và nếu chúng ta hiểu như vậy thì nó có lợi lạc gì cho cuộc sống không? Ai gặp khổ nhưng mà có người nhận ra cái khổ nó là lẽ tự nhiên như vậy đó. Thì khi mình nhận ra rồi lẽ tự nhiên thì cái nhận thức đó nó có thay đổi gì trong cuộc sống chúng ta hay không? Cái tình ý kiến của đại đức Phật Tích và thánh thượng tọa Từ Siêu đi nghỉ rồi. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính dẫn lễ đến Sư Phụ Đại Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, thì đối với cái cuộc đời này đó, thì vui thì ít, mà khổ thì nhiều. Nhưng mà cũng có một số chúng sanh họ không có chịu như vậy, họ cho rằng cái cuộc đời này nó là vui chứ nó không phải là khổ. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta nói theo về là những người mà có học Phật, khi mà chúng ta có học cái giáo lý đó, thì chúng ta mới nhận thức là được cái cuộc đời này nó là khổ. Cũng như mình thấy nó khổ về cái chuyện gì, nó khổ về cái chuyện bệnh, cái chuyện già, hoặc là cái chuyện chết, hoặc là ở trong cái đời sống của chúng ta đó, cái sự khổ lúc nào nó cũng quay quanh đó. Có nhiều lúc đó, quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi lên chúng tôi chia sẻ đó, chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe
Bình thường á, mình khóc, mình ở trong một cái căn phòng hoặc là mình ở một cái ngôi nhà đó, thì mình không có thấy cái sự run sợ hoặc là cái sự lo lắng nhiều. Nhưng mà mỗi lần mà mình đi đến một cái bệnh viện á, thì quý vị thấy rằng mình về đó, có nhiều người á, là coi như là giống như là người ta muốn bỏ ăn, người ta cảm thấy nó rất là chán chê cho cái cuộc đời này. Thật sự ra quý vị thấy rằng là ngay cả những cái người trí, thí dụ như là những cái vị bác sĩ cũng vậy, người ta cũng nhận thức rằng là cuối cuộc đời ai cũng vậy, ai cũng phải mang một cái chứng bệnh gì đó ra đi. Nhưng mà người ta không biết, không có một cái cách nào, không có một cái lối nào để mà thoát khỏi. Nếu mà ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng một người nào đó mà có được cái sự mà học hỏi về giáo lý của Đức Phật, thì cái người đó mới có cái sự mà tìm được cái lối thoát. Hồi chiều này thì chúng tôi có gặp một người bác sĩ, chúng tôi cũng cũng nói chuyện. Chúng tôi nói thật sự ra y học đó, khoa học đó, có phát triển đến cao siêu đến khi nào đi nữa, thì cũng không thể nào mà chịu nổi, hoặc là có thuốc, hoặc là chịu nổi những cái chứng bệnh ung thư. Rồi cái người bác sĩ đó mới hỏi chúng tôi, vậy thì ở trong nhà Phật đó, có cách nào để chịu được hay không? Thì chúng tôi nói có, nhưng mà mình không biết mình có làm được hay không, thì mới cái chuyện đó nó mới là quan trọng. Thì người ta mới hỏi chúng tôi, nói rằng ở trong nhà Phật có cái cách để trị được ung thư hả? Nói không, không phải là trị được ung thư, tại vì đối với những cái chứng bệnh đó nó thì không có trị được, nhưng mà có cái cách để ức chế được những cái cơn đau hoàng hoài. Thì quý vị biết rằng chúng tôi có một cái niềm tin gì nè, là đối với một người mà khi mà chứng được thiền định, khi mà chúng ta mà chứng đắc được thiền định thì chắc chắn sẽ ức chế được những cái cơn đau của những cái chứng bệnh ung thư. Chúng tôi nghĩ rằng khoa học có phát triển đến cỡ nào đi nữa thì cũng không có ức chế được những cái cơn đau đó bằng ở trong Phật học. Ở trong Phật học, quý vị thấy rằng, quý vị nhớ là cái vị Phật độc giác đó, mà ở trong Túc Sanh Chuyện, quý vị thấy không, ngài bị cái chàng thanh niên đó búng cái viên sỏi mà từ lỗ tai bên này mà trổ qua lỗ tai bên kia. Thì quý vị so cái đau đớn đó và cái chứng bệnh ung thư coi cái nào đau hơn, thì chắc chắn rằng là coi như là cái viên sỏi mà từ bên lỗ tai này mà nó thông qua lỗ tai bên kia, thì cái đó nó sẽ đau đớn nó nhiều lần hơn những người mà bị đau bệnh ung thư. Nhưng mà lúc đó ngài vẫn ức chế, ngài vẫn dùng cái năng lực của thiền định để mà ngài trở về được ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn đó. Thành ra mình căn cứ vào những cái điều này, hoặc là đối với mình coi ở trong kinh điển mình thấy những cái trạng thái của thiền định, thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà mình đắc chứng được thiền định thì mình sẽ đủ cái khả năng để mà ức chế được những cái cơn đau của cái tật bệnh. Thì chúng tôi nói ra những cái điều này đến chi vì đối với tất cả chúng sanh thì luôn luôn bị cái sự khổ nó quay quanh. Nhưng mà đối với sự khổ đó thì nếu mà chúng ta có tu tập thì chúng ta quán tưởng được cái thế gian này nó là như vậy đó, hoặc là các pháp hữu nó là như vậy đó, nó đều có cái tính chất của vô thường, khổ mà vô ngã, thì cái điều đó, đó là nó sẽ đơn nhiên rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta quán tưởng như vậy đó, để chi vì nó có tác dụng gì, để làm gì? Để cho chúng ta sẽ có một cái phương hướng là chúng ta sẽ tìm cái con đường mà thoát khổ. Thì chúng ta tìm cái con đường mà thoát khổ đó là chúng ta phải tu tập. Mà hễ mà chúng ta tu tập
đến một cái trình độ nào đó thì nó tùy theo. Thí dụ như là đối với mình có niềm tin về cái thiền định thì nó sẽ ức chế được những cái cơn đau. Hoặc là có người người ta có niềm tin thì người ta tu tập để phát triển được tuệ quán và chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, thì coi như là lúc đó nó thì cái sự khổ và cái sự vui của cái cuộc đời này đó nó không có chi phối chúng ta nữa. Vậy thì ở đây đó cái người mà biết cuộc đời này là khổ nhiều hơn vui, thì khi mà chúng ta suy tư về vô thường, khổ, vô ngã để chi? Để cho chúng ta không còn bám chấp vào cái cuộc đời này nữa, mà chúng ta sẽ cố gắng mà đi theo cái con đường của bậc thánh nhân là để chi? Là để chúng ta tìm cái lối thoát khổ, tìm cái lối thoát khổ. Thì cái lối thoát khổ này đó nó sẽ bằng cái cách chúng ta tu tập để mà chúng ta chứng đắc được những cái quả vị mà bậc thánh nhân đã chứng. Thì chỉ có cái con đường này á, thì dần dần nó mới xa lìa cái sự đau khổ, dần dần nó mới chấm dứt cái sự đau khổ, chứ không có con đường nào khác. Do vậy mà khi mà một người quán về vô thường, khổ, vô ngã thì nó được cái tác dụng là như vậy, nó được cái kết quả là như vậy, là chúng ta sẽ dần dần xa lìa với cái sự khổ và cuối cùng sẽ chấm dứt cái sự khổ, là do chúng ta có suy xét hoặc là quán xét về vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta mới có được cái ngã rẽ này và dẫn đến cái sự thành tựu. Đây là cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thú cái chân người ta được phong tích Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, Sư Nguyên Thông thì trả lời cho cô thú lực. Sư Nguyên Thông, nếu mà người Phật tử, người con Phật mà nhận thức rằng vô thường, khổ đạo, vô ngã là những thực tướng đương nhiên của cuộc sống, thì chúng ta có nên cố gắng để cải thiện cuộc sống không? Hay là cứ chấp nhận như vậy thôi? Kính thỉnh ý kiến của Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ góp ý cho các câu thảo luận. Kính thưa Sư Phụ, cái thực tế là vô thường, khổ, vô ngã, đó là một cái thực tế của đời sống thế gian này. Và khi mà chúng ta biết thực tế của đời sống thế gian này, và chúng ta biết cái nhân quả, và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chưa có chứng đắc thì chúng ta không có chết. Cái chết chỉ là một cái là thay đổi cái thân xác của chúng ta, khi mà thân xác nó già rồi, khi mà cái đời sống của một cái xác thân là 100 năm hay là bao nhiêu đó thì nó già rồi, chúng ta sẽ trở lại trần gian này nếu mà chúng không có làm điều ác. Vì vậy cho nên câu thảo luận số 3 hỏi rằng khi người Phật nhận thức thực tướng của vô thường, khổ và vô ngã thì vốn dĩ đương nhiên đó, thì ta có nên nỗ lực cải thiện cuộc sống không? Kính thưa Sư Phụ, mình biết cái thực tướng của vô thường, vô ngã, khổ thì nó là vốn dĩ đương nhiên rồi, nhưng mà cái nỗ lực để cải thiện cuộc sống là chúng ta phải làm. Là bởi vì nếu mà trong cái đời sống 100 năm hay là đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta nỗ lực để cải thiện cuộc sống thì cuộc sống mình nó khá hơn. Cho nên trong cái vô thường, khổ, vô ngã thì cái cuộc sống của mình nó được cải thiện, thì trong cái mấy chục năm đó thì mình sống nó thoải mái hơn, mặc dầu trong cái vô thường, khổ, vô ngã đi như vậy.
Và vì mình hiểu biết cái vô thường khổ như vô ngã đi như vậy, cho nên mình phải nỗ lực mà tu hành. Cái nỗ lực mà tu hành thì trong đó nó cũng có nỗ lực cải thiện cuộc sống. Nếu mà cải thiện cuộc sống bằng cái là vô tham, vô sân, vô si, thì nó có một cái ảnh hưởng tâm lý. Và cái ảnh hưởng tâm lý đó nó khiến cho chúng ta được hạnh phúc. Vì trên thế gian này, cái mà khổ sở thì không phải là miếng ăn, không phải là cái xác thịt, mà cái khổ sở lộ do cái tâm. Hồi nãy huynh Pháp Lữ có nói là chúng sanh có hai điều. Một cái điều là cái khổ thân và khổ tâm. Mà nhưng mà mình khi mình biết là cái thế gian này là khổ, vô thường khổ vô ngã, thì mình đâu có khổ về cái vô thường khổ vô ngã. Mình biết đó là chân lý của cuộc sống. Và trong cuộc sống mà nếu mà chúng ta mà hành đúng pháp, thì Đức Phật giảng dạy rằng một người chúng sanh nào mà là đúng pháp, tức là tròn ngũ giới. Mà khi mà chúng ta tròn ngũ giới thì chính cuộc sống của chúng ta cũng là cuộc sống của bậc thiên, của một bậc thánh rồi. Cho nên là cái người mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, thì đời sống nó thánh thiện. Thì dầu cái cuộc sống mà nó là vô thường, mà khổ não vô ngã nào đi nữa đấy, thì có một người mà tròn vẹn cái ngũ uẩn thì họ, người đó vẫn hạnh phúc. Là bởi vì có nhiều người họ chết mà họ vẫn nở nụ cười, còn có nhiều người chưa chết mà họ đi dãy dụa, họ khổ sở. Cho nên cái vấn đề là cái tâm, cái nhận thức, cái biết của chúng ta. Vì vậy cho nên là nếu mà một người thật sự cái tâm của chúng ta là cái tâm hiền thiện, thì ở trong mọi chỗ nào những cái tâm hiền thiện, thí dụ cho nhiều người có tâm hiền thiện mà xuống địa ngục thì họ vẫn hạnh phúc như thường. Bởi vì cái tâm nó họ là cái tâm hiền thiện. Cho nên cái vấn đề là do tâm mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta tu là mình phải, nó cái tu tâm tức là mình phải nhận rõ cái chân lý của cuộc sống là như vậy. Và chúng ta không phải là bị cái gì cả, bởi vì cuộc sống nó là như vậy, là mình phải chấp nhận. Không phải là mình nhận, nhưng mình phải biết đó là cuộc sống, đó là cái chân lý tuyệt đối. Thì mình sống trong chân lý là mình không có sợ gì cả. Vì vậy cho nên cái mà nói là chết, tức là một cái sự ngừng đập của trái tim khi mà thân thể nó già rồi. Chứ còn mà cái chết mà bị bắn, bị giết, bị đài đỏ, thì cái đó là do cái quả báo của kiếp trước hay kiếp này của chúng ta. Mà nếu mà có quả báo thì chỉ một lần thôi đó, rồi chúng ta vẫn luôn luôn giữ cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca trong tâm của chúng ta, thì không sớm thì muộn thì chúng ta sẽ đạt đến cái tình trạng là cái tình trạng là nó trở về với cái nhân quả của những cái việc làm hành thiện của chúng ta, khi mà chúng ta vẫn tiếp tục hành thiện. Kính thưa sư phụ, dầu bất kỳ việc nào thì chúng ta lúc nào cũng phải là giữ tâm vô tham, vô sân, vô si. Và cái đó là cái chân lý của cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta hiểu biết được giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để xứng đáng là một người đệ tử của Đức Phật, để xứng đáng là một người con của Phật, thì chúng ta là một người sống trong giáo pháp của Ngài. Và sống trong giáo pháp của Ngài là cái chân lý, là hạnh phúc, là cuộc sống của chúng ta. Kính thưa sư phụ, con hiểu là như vậy. Làm được hay không là một chuyện khác, nhưng mà con sẽ vươn đến cái điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì con thấy đó là chân lý tuyệt đối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Thưa quý vị, hôm nay không có nhiều vị giảng sư trong lúc, do đó sau phần góp ý của đại đức Tính và sư Minh Thông thì chúng tôi cũng xin có một vài cái chia sẻ. Chúng ta có thể đọc đoạn kinh ngày hôm nay. Thật ra thì đoạn kinh này sẽ được giảng vào ngày mai, ngày thứ ba của thượng tọa Thế Quyền. Bài kinh gọi là Tiểu Kinh Pháp Hành. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe giảng về trên đoạn này. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ là ở trong Phật Pháp, chúng
chúng ta hiểu rằng đau khổ nó đến từ hai cái nguyên nhân. Một là nó đến từ cái bản chất của đau khổ, nhưng mà điều thứ hai là nó đến từ cái nhận thức sai lầm của chúng ta. Ví dụ như mình làm việc mà thất bại, nó chỉ là một phần của vấn đề. Nhưng mà khi mà mình thất bại mà mình cảm thấy sợ hãi, mình cảm thấy phiền, mình phản ứng quá độ, phản ứng quá đáng với sự thất bại, thì nó lại cho mình thêm một sự thất bại nữa, nó lại cho mình thêm sự khổ nữa. Bởi vì người Mỹ đó, họ nói có câu là điều đáng sợ nhất của cuộc sống chính là sự sợ hãi. Sợ hãi, mình sợ quá, thành ra cái điều sợ hãi đó nó trở thành một nỗi ám ảnh. Thì khi mà chúng ta học vào trong Phật pháp đó, thì điểm đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng Đức Phật ngài dùng hai cái thí dụ là một người mà giác ngộ thì bị có một mũi tên, còn người mà không có trí tuệ thì bị hai mũi tên. Một mũi tên đầu tiên đó là cái bản chất vô thường khổ vô ngã cuộc sống đó, thì nó là tự nó đó là một cái khuyết điểm rồi. Nhưng mà cái mũi tên thứ hai đó là cái phản ứng một cách sai lầm, đòi hỏi một cách sai lầm, mong mỏi một cách sai lầm, buồn phiền một cách sai lầm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình đi vào chợ để mua đồ. Mình đi vào chợ mua đồ thì ở trong chợ là nơi mà những người buôn bán họ luôn luôn muốn kiếm lời. Và có ai đó nói khách đưa ra cái giá rất là cao. Và nếu chúng ta bực mình, chúng ta giận dữ, cái chuyện cái món đồ đó làm gì giá cao như vậy, và chúng ta nổi giận, nổi sân lên, chúng ta ghét cái người đó, thì thưa quý vị, chúng ta quên đi rằng đó là cái sự tự nhiên của buôn bán. Trong buôn bán là được mua vừa bán, nhưng mà trước khi mà được mua vừa bán đó, thì người ta thường đưa ra cái giá rất là cao, họ nói khách như vậy. Giờ quý vị còn nghe được không? Giờ quý vị nghe được không? Dạ. Chính những trạng thái vô thường, khổ vô ngã đó, nó cho chúng ta một cái cơ hội để mài dũa, để thắp sáng tuệ giác của mình. Mặc dù hàng ngày chúng ta không thấy được điều đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta có cái vật rất quý, rất là vừa ý, nhưng mà ai đó là bể đi, là mất đi, thì chúng ta phiền muộn. Như trường hợp là chúng tôi có một cái phin pha cà phê. Và cái phim đó chúng tôi xài cũng lâu và tương đối rất là vừa ý. Thì có lần chúng tôi pha cà phê vào phòng khách đó,
thì có một cô Phật tử, cô này cứ đem đi cô rửa, nhưng có lẽ là cô không có biết uống cà phê. Do đó khi cô rửa thì cô trút cái xác cà phê, và trong xác cà phê cô bỏ đi, cô trút luôn cái miếng cản ở giữa, cái lược ở giữa, cái miếng nhỏ thôi, mà cô không để ý. Thì nó đem cái đồ pha cà phê lên đó, thì nó lại mất cái miếng đó. Mà chúng tôi không để ý, ngày hôm sau uống cà phê mới thấy mất. Và chúng tôi đi tìm, thì cô đó có hỏi xin đi tìm cái gì, nói đi tìm cái đó. Hồi đó cô không có thấy. Nhưng mà chúng tôi biết mất đi, và khi mất đi thì không xài cái phin cà phê được. Thì thưa quý vị, bây giờ thì cái phin cà phê đó không mua được nữa. Thật ra thì cái phin cà phê đó là Thượng Tọa Kỳ Siêu cho chúng tôi. Khi chúng tôi gặp Thượng Tọa Kỳ Siêu một lần nào đó, đã cho chúng tôi, thì nó cũng là một kỷ niệm, và đồng thời nó cũng là cái bậc thân quen mà mất đi. Nhưng mà ngay lúc đó thì chúng tôi hiểu, à, lúc mình có bây giờ không có, đó là vô thường. Và nếu mà mình dính mắc điều đó, mình quý điều đó, thì thật sự nó khổ. Nó khổ tại vì sao vậy? Tại vì cái vật đó là vật quý và mình lệ thuộc vào nó rồi, bây giờ nó mất không xài được nữa. Và khi mình bực bội như vậy đó, thì mình có thể nổi tâm sân si với người làm bụi. Người đó họ dùng cái thiện chí của họ để họ đi rửa cái phin cà phê mà họ bất cẩn thôi. Đó là một bài học cuộc sống, bài học rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó lại có lợi cho chúng ta, là chúng ta thấy được sanh, thấy được diệt, thấy được cái bản chất bất toàn của cuộc sống. Và nó còn cho chúng ta thấy một sự việc là chúng ta không kiểm soát hoàn toàn cuộc sống đâu. Giờ cô Như Quỳnh nói nó vào thùng rác, nhưng mà thùng rác đã bị đổ rồi, bây giờ không tìm ra đây. Thì thưa quý vị, chính những hiện tượng vô thường của vô ngã đó, nó làm cho chúng ta sáng mắt ra. Nó là cơ hội, và cơ hội chúng tôi thấy, lấy ví dụ như là người ta nói người Mỹ hiện bây giờ đó, càng ngày họ càng mơ ước về một cái mà trước kia không ai nghĩ đến, đó là cái normalcy. Normalcy là cái bình thường của cuộc sống. Bình thường cuộc sống. Hồi xưa mình thích mình ra ngoài mình đi ăn, rồi gặp bạn bè, rồi ở đâu có thoải mái. Từ Covid-19 thì nó bao nhiêu thứ chuyện. Dạ, đi ra ngoài phải mang khẩu trang, nhà hàng đóng cửa, rồi không được, rồi tụ tập khó khăn, làm lễ ở chùa cũng khó khăn, rồi chưa kể là nhiều vấn đề. Mà bây giờ họ chỉ mơ ước là trở về với cái bình thường của cuộc sống thôi. Thì như vậy, cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, đôi khi nó tùy thuộc vào một cái mà chúng ta gọi là bình thường, lặp đi lặp lại trong đời sống. Và khi cái bình thường không còn nữa, thì mình gọi đó là xáo trộn. Mình gọi đó là sự đe dọa, sự không thoải mái. Bây giờ mình muốn mơ ước trở lại cái bình thường. Thì cái bình thường đó là gì? Cái bình thường đó là đừng có biến dịch, đừng có cái bất bình thường, đừng có thay đổi. Bình thường đó là một cõi bình an muôn thuở. Bình thường đó là sinh mãi mãi là như vậy. Nhưng mà thật ra cái ý muốn mà sinh mãi mãi là như vậy, ý nghĩ là một vùng trời bình yên không thay đổi đó, nó thật ra nó là một ảo tưởng thôi. Không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì sao vậy? Chúng ta rồi sẽ già đi, không có trẻ mãi. Chúng ta sẽ chết đi, không có sống hoài. Người thân chưa tử biệt thì cũng sanh ly. Nếu chưa chết để mà chia tay vĩnh viễn thì lúc sống thì cả đông người Tây chuyện bình thường. Mình phải chia tay với những người thân yêu của mình. Hồi mà Siêu Nguyên Thông còn ở chung với chúng tôi ở Houston ấy, thì chúng tôi có cái bài học
mà lúc đó chúng tôi không nói ra, đó là có trường hợp là sinh viên thông qua Mỹ rồi ngoài trường học có CC Law cho mấy đứa con học hành cũng đỗ đạt. Mình mới nghe đó thì nó là một cái cuộc sống có thành tựu và có bình yên. Nhưng mà rồi một đứa con học rất giỏi làm bác sĩ đột ngột ra đi, đột ngột chết đi, thì cái đó nó là một bài học cho cuộc sống mà chúng ta hoàn toàn vô ngã. Chúng ta đã vun quýnh, đã tài bồi làm sao cho đứa con nó lớn lên thành nhân thành hiền, rồi lập thành gia thất, lúc đó rồi nó có địa vị, có sự nghiệp. Nhưng mà rồi nó ra đi. Sự ra đi nó không ai muốn hết. Mà nó giống như cả một cái công trình người ta làm rồi bây giờ tự nhiên biết mất. Và có một ngày tự nhiên nó không còn. Dưới gì đó, đó là vô thường. Đó là khổ. Và đó là vô ngã. Trong cái vô thường, cái khổ vô ngã đó, nó không phải là cái chuyện để chúng ta buồn, để chúng ta phân ưu, mà đó là một cái chuyện để chúng ta nghiền ngẫm trong đời sống. Cuộc sống là như vậy. Chúng ta thường ý lại, chúng ta thường nghĩ rằng mình qua được nước Mỹ, mình sống là mọi thứ là bảo đảm đó. Ở đây là chữ giàu có, nền y học cao. Nhưng mà thưa quý vị, chưa bao giờ chúng ta dám tưởng tượng một ngày rằng đại dịch tấn công đến và những cái trại dưỡng lão đó nó là ổ dịch, và những người ở lớn tuổi đó, lại trại dưỡng lão còn chết, chết một cách chết một cách rất là bất bình thường, chết với con số nhiều, chết gần như là chúng ta không còn có cách nào khác hơn là phải chấp nhận. Chúng ta không nghĩ như vậy, nhưng mà đó là bài học cuộc sống. Chúng ta khoan nói đến chuyện là đắc đạo chứng quả, mà chúng ta phải nói đến chuyện là những cái hiện tượng đó nó có đủ để thắp sáng cái tuệ giác của chúng ta, thắp sáng nhận thức của chúng ta là chúng ta có chấp nhận nó là lẽ đương nhiên hay không, nó là thường sự hay không, nó là vốn dĩ như vậy không. Đó là vấn đề. Nền đạo học của Ấn Độ đó tương đối là nó rất là tinh tế. Ví dụ như là người Tây Phương, họ cũng theo quan điểm về thần ngã, và họ tin một đấng Thượng Đế. Thượng Đế đó tạo cả, tất cả đều nằm trong ý của Thượng Đế. Thượng Đế đã cho chúng ta những miền duyên hải rất là thơ mộng, như những bãi biển cát trắng ở Pensacola, ở Destin Island. Và Thượng Đế đã tạo nên những cơn bão thịnh nộ, và những cơn bão này như là bão Laura, bão Delta mới đây tàn phá không biết bao nhiêu thứ. Bởi đôi khi con người hụt hẫng, ô tại sao vậy, tại sao Thượng Đế cho nhiều như vậy mà Thượng Đế lại lấy đi nhiều như vậy, tạng đế tại sao Thượng Đế nhân từ như vậy mà đôi khi Thượng Đế tàn nhẫn như vậy. Chúng ta đã khóc rất nhiều. Chúng ta đã tức giận rất nhiều. Hỏi tại sao? Tại sao có những người ác mà họ sống hoài? Tại sao có những người rất là hiền lành, nghi thơ vô tội, một bé nhỏ mà gặp cái nghịch cảnh, mà ra biển khơi chết rồi xác tóc vô bờ, úp mặt xuống đất? Tại sao nó có như vậy? Thì người Ấn Độ thứ gì? Họ nói rằng có ba vị Thượng Đế. Một là Thượng Đế Brahma, là Thượng Đế sáng tạo, là Thượng Đế đã có cái quyền năng
làm nên những tạo vật. Chúng ta gọi là những tạo vật như là con người, cây cỏ, sông núi, vật. Thượng đế Phát Ma tạo ra những thứ đó. Có một thượng đế khác là thượng đế Vishnu, là thượng đế duy trì, là khiến cho cái gì sanh ra được tồn tại. Một thượng đế thứ ba gọi là thượng đế Shiva, là thượng đế quý diệt. Thì con người họ thấy rằng cái gì mình có trong cuộc đời mà tốt á là do thượng đế phát mặt, mà cái gì mà giữ được là do thượng đế Vishnu, mà cái gì mà bị lấy mất thì là do thượng đế Shiva. Thì với cả ba ông trời này thì chúng ta đều nên cầu nguyện hết. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện cả ba ông trời như vậy? Tại vì thượng đế Brahma chúng ta cầu nguyện là để ngài sản sinh, ngài tạo nên những gì mà chúng ta mong muốn. Không có con thì mong con, không có tài sản mong có tài sản, không có sự nghiệp mong có sự nghiệp. Và cái gì mà mình có trong cuộc đời, một người rất thân thương xin cho mãi mãi là như vậy. Sự nghiệp luôn luôn là hanh thông, thì thượng đế Vishnu sẽ chấp nhận, sẽ duy trì được những thứ đó. Và chúng ta cũng mong thượng đế Shiva là lấy đi cái gì mà mình không thích, cái người hàng xóm mà họ làm cho mình rắc rối, cho họ chết đi, hay là một cái con rắn độc làm sao tiêu diệt đi, hay là những cái hiện tượng xấu xa trong cuộc đời mất đi. Nhưng mà điều quái quan sai là dù rằng có ba vị thượng đế, và dù có những tiếng kinh cầu, dù cho có những cái buổi lễ cầu nguyện, những cái phần thánh thi được ca, được tụng, được đọc, nhưng mà ba vị thượng đế không làm những gì mà mình cầu nguyện đâu. Thượng đế sáng đó thì ngài vẫn tạo lên những cái mà mình không thích. Thượng đế duy trì đều không giữ được cái mà mình mong muốn, và thượng đế hủy diệt không chịu ban đi những gì mà mình mất mạng. Cái này là vấn đề. Và rốt cuộc rồi thì Đức Phật ngài dạy cho chúng ta một sự thật. Sự thật là chúng sanh trong cuộc đời mong như vậy, muốn như vậy, ước nguyện như vậy, là những điều gì mà thích thú, vừa lòng, đẹp ý, xin cho được duy trì, được tăng trưởng. Và những điều gì không vừa lòng, không đẹp ý, không dễ chịu, không dễ thương thì xin cho biến mất đi. Nhưng mà sự thật thì ngược lại, mình mong như vậy nhưng mà ngược lại là cái mà mình không thích, cái mà không vừa lòng, cái mà mình khó chịu thì nó cứ sừng sững trước mặt, nó lù lù ở đó mà nó không chịu ra đi chỗ khác. Mà cái mà mình muốn, mình thích thì nó nhạt nhòa như sương khói để sống chúng ta khổ. Có đôi khi chúng ta sống cả cuộc đời, khi mà chung rượu đời uống gần cạn, khi mà trên đầu đã hai chiếc tóc rồi, nhưng mà chúng ta vẫn khao khát về một cuộc sống hoàn hảo. Cuộc sống đó là một cuộc sống mà đầy hoa mộng, đầy gì mà mình vừa ý, nhưng mà cái thực tế thì nó khác, vui ít khổ nhiều. Sự thật là như vậy. Vì vậy chúng ta nhớ một điều là Đức Phật ngài dạy chúng ta hãy bắt đầu bằng một thái độ là quan sát. Quan sát một cách đơn thuần. Quan sát không có đòi hỏi. Đây là sanh, đây là diệt. Đây là những pháp hiện khởi,
Đây là những pháp biến mất. Chúng ta tập nhìn trước, nhìn một cách lẳng lặng, nhìn một cách đơn thuần, và chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc sống của chính mình và cuộc đời nó là một dòng chảy, nó thiên hình vạn trạng và không có dòng chảy nào đứng yên một chỗ. Chúng ta nhìn những cái dòng thác cuồn cuộn, chúng ta sinh ra và lớn lên bên một dòng sông, đó là sông thời gian. Dòng sông cũng như bao nhiêu con sông khác, khi mà cái lưu lượng của nước nó cuồn cuộn chảy đó, chúng ta không làm gì được với đôi bàn tay bé nhỏ của mình, mà mình chỉ có thể là bơi lội theo dòng nước. Lượng dòng nước là tùy chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể bảo rằng nước đừng chảy nữa, dòng sông đứng yên, không có chuyện đó. Cuộc sống nó là một dòng chảy không ngừng, nó luôn luôn nó phải như vậy, nó luôn luôn nó diễn tiến như vậy. Vì vậy cái thái độ đầu tiên mà của một người gọi là bắt đầu trưởng thành, bắt đầu có hiểu biết, là chấp nhận cuộc đời. Đó là ý thức cái gì là cái lẽ đương nhiên của cuộc sống, và thấy điều đó là một sự sanh diệt. Chúng tôi nói nhớ Ngài Nara ra, Ngài có biết rằng khen và chê vốn là cái gì không tránh khỏi trong kiếp người. Nhưng vấn đề là đa số chúng ta, có thể nói hầu hết chúng ta, chỉ muốn được khen mà không bị chê. Thực tế cho chúng thấy ngược lại, là đừng nghĩ rằng mình xấu, mình dở, mình tệ người ta mới chê. Ở trên đời cái gì có chê hết. Cũng sự việc đó mà trong người khen vạn người chê. Quý vị thấy bây giờ như trong cuộc tranh cử, bầu cử của Đại Hoa Kỳ, khi mà người ta ra tranh cử thì tùy theo mình ủng hộ bên nào bên kia. Nếu mình ủng hộ một ứng cử viên nào đó thì họ làm cái gì mình cũng cố gắng mình giải thích cho tốt, mà mình chống ứng cử viên nào đó thì họ làm cái gì mình cũng giải thích là xong. Thì cái chuyện mà chúng ta ngồi đó chúng ta nói tại sao mọi người không công tâm, tại sao người ta lại nói quá lời, tại sao người ta lại nói một cách chủ quan như vậy, cái gì chúng ta không đòi hỏi được, tại cuộc sống nó vốn là như vậy. Dạ, nó vốn là như vậy. Thì cuộc sống như thế nào mà mình nhận nó là như vậy đó, nó là một ý thức rất quan trọng, quan trọng lắm. Một con người có đủ cái sự trưởng thành đó, không phải là mình học rất cao, không phải là mình có một cái địa vị rất là quan trọng, mà một con người trưởng thành là bắt đầu biết chấp nhận cuộc sống. Nó vốn như vậy thì nhận nó như vậy. Và cái thái độ chấp nhận đó là một thái độ mà thưa quý vị, nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã sống hòa hợp với lẽ tự nhiên. Chúng ta sống hiểu biết cái định lý của cuộc sống. Chúng ta sống biết tôn trọng cái nhìn khách quan. Còn nếu chúng ta không chấp nhận cuộc tự nhiên, chúng ta không chấp nhận giải thái độ khách quan, mà chúng ta phải luôn luôn đòi hỏi dạ, phải như thế này, đừng như thế kia, thì chúng ta sẽ khổ. Có một đoạn kinh mà chúng tôi muốn đọc tại đây, thường là chúng ta nghe rất là trùng lặp, nhưng mà quả thật đoạn kinh này nếu chúng ta đọc kỹ rất là thấm thiết. Này chư tỳ kheo, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là vô ngã, không phải là của ta. Nếu năm quẩn thật là của ta thì người đời có thể nói xin cho các quẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Và Đức Phật giải tiếp: này các tỳ kheo, các quẩn
sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn thật là vô ngã. Cho nên người đời không thể nói xin cho năm quẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Bài học rất đơn giản và nghe như sự trục lập, nhưng mà nếu chưa đọc kỹ và đem vào cuộc sống hàng ngày thì chúng ta sẽ có thái độ chấp nhận hơn, dung dị hơn, thích nghi hơn, bớt đòi hỏi hơn và bớt phiền muộn hơn. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiêng chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng để lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông gâm, chúng con tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp, xuống mong viên này yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng tựa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.